Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Chào mừng các bạn đến với tin tức 360 từ kênh Gia Đình Việt. Fan Sơn Tùng MTP hoang mang khi vẫn chưa thấy sản phẩm như Sơn Tùng MTP đã hứa. Sơn Tùng MTP tiếp tục thất hứa. Fan phát hiện album chúng ta lại bị rời lịch trên iTunes đến cuối năm 2021. Nếu như theo lịch cũ, vào ngày hôm qua ngày 31 tháng 5, người hâm mộ Sơn Tùng MTP đã có thể thưởng thức trọn vẹn album chúng ta sau 2 đến 3 lần rời lịch tới lui. Nhưng tất nhiên làm gì có chuyện may mắn ấy. Ngày 1 tháng 6, fan Sơn Tùng khi mở iTunes lên kiểm tra tình trạng của album chúng ta sẽ thấy được lịch phát hành album phòng thu đầu tiên của Sơn Tùng đã được rời đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 từ khi nào. Đây là lần thứ 4 lịch phát hành album chúng ta bị rời vì nhiều lý do, chủ quan lẫn khách quan. Lịch phát hành ban đầu dự kiến là khoảng giữa năm 2020, theo như tuyên bố của Sơn Tùng tại buổi họp báo tổ chức tháng 12 năm 2019. Hai lần rời lịch tiếp theo rơi vào các mốc ngày 1 tháng 5 năm 2021 và ngày 31 tháng 5 năm 2021. Không bàn đến quãng thời gian phải rời vì dịch Covid-19, song vẫn có những quãng thời gian V-pop hoạt động sôi nổi xen kẽ trong mùa dịch và Sơn Tùng mãi vẫn chưa chịu ra mắt album chúng ta. Phía ekip Sơn Tùng MTP tất nhiên chưa bao giờ lên tiếng xác nhận về ngày phát hành album chúng ta, tuy nhiên cũng chưa bao giờ phủ nhận lịch phát hành dự kiến được thông báo trên iTunes. Với việc rời lịch phát hành lần thứ 4 sang ngày 31 tháng 12 năm 2021, hoàn toàn có khả năng người hâm mộ của Sơn Tùng có khi phải chờ đến tận năm 2022 mới được thưởng thức album phòng thu đầu tay đầu tiên của nam ca sĩ. Rõ ràng, 2 năm là quãng thời gian chờ đợi quá lâu cho một album phòng thu chỉ vỏn vẹn 3 bài hát. Với một nghệ sĩ như Sơn Tùng MTP, người luôn tuyên bố niềm đam mê âm nhạc và cống hiến hết mình với nghệ thuật, thì khán giả mong chờ nhiều hơn. Lẽ ra, anh đã phải có cho mình ít nhất là 1 đến 2 album phòng thu tính đến thời điểm hiện tại khi đã hoạt động đến 8 năm. Đó là tuyên ngôn âm nhạc của một nghệ sĩ như Sơn Tùng và cũng là thước đo toàn diện nhất về sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ. Tuy nhiên, dòng dã gần một thập niên đi hát, anh chỉ mới có duy nhất một album tuyển tập mang tên MTP ra mắt vào năm 2017 mà thôi. Còn chúng ta sẽ bị rời lịch mãi đến bao giờ? Chỉ có Sơn Tùng và MTP Entertainment biết. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận cùng chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi. Nhớ theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất.